Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin FVNC ngày hôm nay mùng 6 tháng 5. Kính thưa quý vị, sau hai phiên tăng điểm ngắn ngủi thì phố Wall đã quay trở lại sắc đỏ sau khi có báo cáo cho biết thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 3 đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 6 năm rưỡi qua. Ngay từ đầu phiên giao dịch ngày 5 tháng 5, thị trường chứng khoán Mỹ đã rơi vào sắc đỏ. Một số thông tin tích cực từ báo cáo của doanh nghiệp cũng không đủ sức kéo phố Wall thoát khỏi đà giảm. Báo cáo vừa công bố cho thấy thâm hụt thương mại trong tháng 3 của Mỹ lên tới 51,4 tỷ đô la, mức cao nhất trong vòng 6 năm rưỡi qua. Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ đang chững lại. Cả 10 nhóm chỉ số chính của S&P 500 đều giảm điểm, giảm mạnh nhất là nhóm tiện ích với mức giảm 2,28%, và mặc dù giá dầu tăng 2%, nhóm năng lượng vẫn giảm điểm phiên thứ hai liên tiếp. Bên cạnh đó, cổ phiếu của Apple giảm 2,25%, đã dẫn đà giảm điểm của nhóm công nghệ. Một số thông tin doanh nghiệp đáng chú ý, cổ phiếu trang bán hàng theo nhóm Groupon tăng điểm nhờ doanh thu bán hàng trực tuyến tăng. Lợi nhuận của hãng Disney cũng tăng nhờ vào doanh thu của các công viên giải trí. Điều này giúp cổ phiếu của Disney tăng lên mức cao kỷ lục. Cho đến thời điểm này, vẫn chưa rõ xu hướng của các bản báo cáo kinh doanh quý 1. Nhìn chung, tình hình kinh doanh vẫn đang chịu áp lực từ những yếu tố quen thuộc, chẳng hạn biến động tỷ giá và giá cả hàng hóa. Trong 10 doanh nghiệp trên S&P 500 thì có 7 doanh nghiệp có lợi nhuận vượt kỳ vọng, nhưng lại có một nửa trong số đó trượt mục tiêu doanh thu. Thị trường chứng khoán châu Á thì cũng đỏ sàn trong phiên giao dịch hôm nay mùng 6 tháng 5, trong đó thì chỉ số Shanghai giảm điểm vào những phút cuối cùng, thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ. Kết thúc phiên giao dịch ngày 6 tháng 5, chỉ số Shanghai của Trung Quốc giảm gần 1,6%, chỉ số AX 200 của Úc giảm hơn 2,3%, chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 1,3%, thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ. Chỉ số Shanghai giảm điểm vào cuối phiên giao dịch xuống mức thấp nhất kể từ ngày 21 tháng 4. Trong số các mã giảm, cổ phiếu của công ty đóng tàu Trung Quốc giảm 7,7%, cổ phiếu của công ty xây dựng nhà nước và ngân hàng nông nghiệp Trung Quốc giảm lần lượt 2,9% và 1,1%. Trước đó, thị trường đã phản ứng tích cực trước thông tin HBC công bố chỉ số PMI lĩnh vực dịch vụ tháng 4 tăng mạnh nhất kể từ đầu năm. Chỉ số AX 200 của Úc rơi xuống mức thấp nhất kể từ 3 tháng qua. Nhóm cổ phiếu ngân hàng dẫn đầu đà giảm điểm với Ngân hàng Quốc gia Úc và Westpac giảm lần lượt là 2,3% và 3,2%. Ngân hàng Úc và New Zealand giảm 2,2% sau khi đã giảm 0,5% từ phiên trước. Lĩnh vực bán lẻ cũng giảm điểm với cổ phiếu của Harvey Norman và JB Hi-Fi giảm hơn 1%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng điểm, trong đó nhóm chứng khoán giảm mạnh nhất. Cổ phiếu của chứng khoán Daewoo và Samsung giảm lần lượt 10,6% và 9%. Cổ phiếu của Samsung Electronics cũng góp phần vào đà giảm điểm với mức giảm 2,7%, còn Hyundai Motor giảm 0,3%. Thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ hiến pháp và sẽ mở cửa lại vào ngày mai. Chuyển sang những thông tin khác thưa quý vị, sau nhiều phiên biến động thì đến phiên giao dịch ngày hôm qua, mùng 5 tháng 5, giá dầu tương lai đã quay lại mốc 60 đô la một thùng. Đây là mức giá có thể làm hài lòng ngành công nghiệp khai thác dầu đá phiến và nhiều doanh nghiệp có thể tái khởi động những mỏ dầu đã đóng cửa do giá dầu trượt dốc. Trong phiên giao dịch ngày 5 tháng 5, giá dầu thô giao tháng 6 ở Mỹ tăng lên mức 60 đô la một thùng, lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm ngoái. Giá dầu Brent cũng tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12 năm ngoái, đạt 68 đô la một thùng. Nguyên nhân là do biểu tình đình công ở mỏ dầu miền đông Libya, và mới đây Ả Rập Saudi đã nâng giá bán dầu cho Mỹ và các nước Bắc Âu. Diễn biến này làm dấy lên dự báo giá dầu có thể tiếp tục đà tăng, nếu như số liệu sắp báo cáo cho thấy trữ lượng dầu ở Mỹ giảm xuống. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đà tăng giá vẫn có thể bị gián đoạn bởi bất cứ dấu hiệu nào cho thấy là trữ lượng sẽ tăng lên trở lại. Ả Rập Saudi đã cứng rắn tuyên bố sẽ không cắt giảm sản lượng. Vào hôm 5 tháng 5, Bộ trưởng ngành dầu khí của nước này cũng cho biết là không hề lo ngại về giá dầu và cũng không thấy có bất cứ lo ngại nào về thị trường dầu khí Iran quay trở lại sau khi cấm vận được dỡ bỏ. Trong khi đó, ngành dầu đá phiến ở Mỹ đã phải cắt giảm nhiều mỏ dầu do giá dầu xuống quá thấp, hiện chỉ còn khoảng gần 700 mỏ dầu. Tuy nhiên, với việc giá dầu tương lai tăng, ngành dầu đá phiến ở Mỹ có thể bùng lên trở lại. Vì trong báo cáo quý 1 thì hãng hàng không Lufthansa đã báo lỗ, tuy nhiên thì mức lỗ không lớn như dự đoán nhờ giá năng lượng thấp. Hãng hàng không Đức Lufthansa báo lỗ 167 triệu euro trong quý đầu năm 2015. Mặc dù đây không phải là một con số nhỏ, nhưng nhờ vào giá dầu thấp mà mức lỗ vẫn còn thấp hơn dự đoán. Tuy nhiên, cắt giảm chi phí vẫn là điều mà Lufthansa cần làm nếu muốn chống lại áp lực cạnh tranh từ các hãng hàng không giá rẻ ở châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ.
vấn đề lớn nhất hiện nay của hãng chính là căng thẳng với các phi công về vấn đề tiền lương và giờ làm. Hai bên đã nhiều lần đàm phán nhưng vẫn không thể đạt được thỏa thuận. Mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết thì đã phải tạm gác lại cho đến nay vì một phi công của hãng hàng không Germanwings, là hãng hàng không con của Lufthansa, đã lái máy bay đâm vào vách núi. Vụ tai nạn khiến cho toàn bộ hành khách bị thiệt mạng. Kính thưa quý vị, Adidas đã xoay chuyển tình thế ở thị trường Bắc Mỹ nhờ vào chiến dịch quảng bá mới. Tuy nhiên, đối thủ Nike hay Under Armour có thể đem lại cho hãng khá nhiều thách thức. Nhờ vào chiến dịch tiếp thị mà hãng sản xuất quần áo thể thao Adidas của Đức đang dần lấy lại thị phần ở thị trường Bắc Mỹ. Bên cạnh châu Âu và châu Á là những thị trường đang tăng trưởng nhanh, doanh số bán hàng tại Bắc Mỹ tăng 7%. Adidas từng là một ngôi sao sáng trước khi bị Nike và Under Armour xoáng ngôi hồi năm ngoái. Mặc dù hiệu quả của chiến dịch là không thể phủ nhận, nhưng có ý kiến cho rằng vẫn còn những thách thức đang chờ đợi Adidas. Tôi không chắc chiến lược của Adidas có giúp ích trong dài hạn hay không, nhưng Under Armour là một đối thủ mà nhờ vào sự tích cực của họ. Đối thủ Nike đang dẫn trước Adidas ở sân nhà Tây Âu. Thị phần toàn cầu của Nike là 15,9%, trong khi của Adidas là 10,5%. Tuy nhiên, công ty Đức rất lạc quan về tương lai cũng như thị phần ở Mỹ, vốn là thị trường quần áo thể thao lớn nhất thế giới. Sự gia tăng trong doanh số bán hàng dự đoán sẽ giúp trấn an các nhà đầu tư trước cuộc họp thường niên của Adidas diễn ra vào cuối tuần này. Sau mùa bội thu nhờ bộ phim hoạt hình Nữ hoàng băng giá Frozen, mảng phim ảnh của Disney đã không thể tiếp tục mang về lợi nhuận cho hãng. Bù lại thì doanh thu tăng vọt ở các công viên giải trí đã giúp Disney có một quý hoạt động vượt dự báo của các chuyên gia. Các khu công viên giải trí của Disney đã ai nên làm ra, cả doanh thu và lợi nhuận của những công viên này trong quý 1 đều tăng vượt dự báo. Nguyên nhân là nhờ Disney nâng phí tham quan công viên và tăng giá các chương trình vui chơi giải trí. Với mức tăng giá, du khách vẫn không quay lưng lại với những công viên này. Ngược lại, lượng khách vẫn tiếp tục gia tăng và tăng chi cho các dịch vụ ăn uống. Tăng trưởng doanh thu cũng đạt mức khá tốt ở mảng truyền hình. Tuy nhiên, việc Disney chi tiền mua bản quyền phát sóng các trận cầu thế giới từ ESPN đã ảnh hưởng đến lợi nhuận. Mảng truyền hình là mảng đóng góp 3/5 lợi nhuận của Disney. Mặt khác, doanh thu từ công viên giải trí cũng giúp bù đắp được mảng phim ảnh, mang về doanh thu khá yếu ớt. Bộ phim Cô bé Lò Lem ra mắt hồi cuối quý 1 và trước đó là Big Hero 6 không đủ mang lại thành công vang dội như bộ phim hoạt hình Frozen đã làm được vào năm ngoái. Dự kiến bom tấn The Avengers sẽ vực dậy được mảng này của Disney trong quý 2. Cổ phiếu của Disney tăng ngay khi mở phiên. Tính từ đầu năm đến nay, mảng này đã tăng 18%. Ủy ban châu Âu đã nâng dự báo tăng trưởng của khu vực Eurozone so với dự báo hồi tháng 2. Như vậy là mặc dù vẫn còn nhiều vấn đề, nhưng dường như các chuyên gia vẫn rất lạc quan về triển vọng phục hồi ở Eurozone. Thế giới đang dồn sự chú ý về Pháp khi Tổng thống François Hollande ký kết hợp đồng bán 24 máy bay chiến đấu trị giá hơn 6 tỷ euro với Qatar cách đây 2 ngày. Tuy nhiên, tại Eurozone, Pháp lại được xem như một rào cản tăng trưởng đối với kinh tế khu vực. Pháp là nguy cơ lớn nhất đối với kinh tế khu vực đồng euro. Kinh tế Pháp đang chậm lại và hoạt động không có hiệu quả. Chính phủ đang chi quá nhiều cho chi tiêu xã hội. Đó là chưa kể đến Hy Lạp vẫn còn dùng dăng chuyện ra đi hay ở lại với Eurozone. Mặc dù vậy, các chuyên gia vẫn cho rằng kinh tế Eurozone sẽ phục hồi nhờ lực kéo từ kinh tế Đức, vốn là nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Mặc dù các số liệu của Eurozone là như vậy, nhưng tôi cho rằng kinh tế khu vực vẫn sẽ phục hồi ở một tốc độ do Đức thiết lập. Theo dự báo mới nhất của Ủy ban châu Âu EC, trong năm nay, kinh tế Eurozone sẽ tăng nhẹ so với dự báo cũ. Cụ thể, tăng trưởng sẽ đạt 1,5%, tăng 0,2% so với dự báo hồi tháng 2. Nguyên nhân chủ yếu là nhờ giá dầu rẻ, đồng euro yếu và các biện pháp kích thích kinh tế. Kính thưa quý vị, cuộc đình công kéo dài suốt 7 ngày của các công nhân đường sắt Đức đã làm hỗn loạn hệ thống giao thông và việc đi lại của nhiều người. Thủ tướng Đức cũng đã lên tiếng, nếu không sớm giải quyết thì toàn bộ nền kinh tế Đức sẽ bị ảnh hưởng. Dường như giới công nhân đường sắt Đức sẽ không chịu bỏ cuộc cho tới khi đạt được thỏa thuận với các nhà điều hành. Chỉ trong vòng 10 tháng, 8 cuộc đình công đã diễn ra và cuộc đình công lần này kéo dài đến 7 ngày. Đình công không chỉ làm hệ thống giao thông bị đình trệ mà còn khiến hàng triệu hành khách cũng bị ảnh hưởng. Tôi không hiểu vì sao chuyện này cứ kéo dài mãi, cũng không hiểu vì sao những người đó mãi vẫn không thỏa thuận được. Các nhà điều hành đã nhiều lần thỏa thuận thất bại với công đoàn lao động về vấn đề tiền lương và giờ làm việc. Điều đó không chỉ tác động riêng ngành đường sắt mà còn tác động đến cả nền kinh tế Đức nói chung. Nhiều người thậm chí còn cho rằng kinh tế Đức đang bị đầu độc. Mới đây, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đã lên tiếng kêu gọi các bên cần tìm ra giải pháp. Người lao động có quyền đình công tại Đức, tuy nhiên các cuộc đình công đang làm ảnh hưởng đến nhiều người và nhiều công ty. Các bên cần nhanh chóng đưa ra thỏa thuận để giải quyết vấn đề này. Vụ đình công có thể làm Đức thiệt hại nửa triệu euro.